Cảm ơn em. Xin chào mọi người đang xem kênh Sùi Sơn TV. Hôm nay chị Đại chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu, đang rất là bận rộn luôn. Đầu tiên là công việc hấp cá. Thì ở Hàn Quốc á, ở cái vùng phía Nam thì người ta cúng rất là nhiều cá lên bàn cúng. Ở Seoul thì cũng có cúng nhưng mà không có nhiều như ở Busan. Hôm nay là ngày bận rộn của chị Đại, cho nên là mình sẽ quay lại toàn bộ một ngày của chị ấy cho mọi người xem nha. Thì bây giờ hiện tại là 6 giờ sáng đó. Mình đang bỏ cá vô nồi mình hấp. Thì do là bị mắc cái lưới hấp cá cho nên lấy đỡ cái túi này hấp luôn. Cá cúng ở đây á thì có rất là nhiều loại. Đó. Cá to bự luôn. Chị Đại đang rất là tỉ mỉ sắp xếp những con cá này sao cho nó đẹp và vừa chỗ. Cái này á là mình phải sắp sao cho nó đúng hướng, tại vì khi mà sắp lên bàn cúng á thì nó cũng phải có thứ tự, cho nên là bây giờ mình phải để cho nó đúng vị trí luôn để khi mà lên bàn cúng thì nó mới ngay được. Sắp theo hướng đông nam tây bắc gì đó mình không biết nữa nè. Đây là những loại cá nhất định phải có trên bàn cúng dù là ở Seoul hay là Busan nè mọi người. Có cái không thể nào thiếu được cái con này nha. Chị Sơn nói là mỗi vùng khác nhau sẽ sử dụng những cái loại cá khác nhau, nhưng mà trong đó cũng có một vài loại cá là giống nhau hết, giống như là những loại cơ bản phải có đó mọi người. Nè, mình hấp 30 phút là nó chín hết rồi. Tiền cá này mua mắc đó mọi người, khoảng 6 triệu á. Bây giờ mình hấp nha. Bây giờ là mình đang ở ngoài chợ mua đồ, chuẩn bị làm đồ cúng Trung Thu. 6 giờ sáng mọi người. Hôm nay chợ đông hơn ngày thường á. Chị Đại đang mua cái que sỏ, các món chiên á, làm que xiên chiên á mọi người. Sáu giờ sáng nhưng mà chợ rất là đông rồi. Ngày Tết Trung Thu ở Hàn Quốc nó lớn như là Tết cổ truyền vậy đó mọi người, chứ không phải là như bên Việt Nam mình chỉ đốt lồng đèn với ăn bánh Trung Thu. À, chị Đại mua cái lưới hấp cá màu vàng. Cái này cũng mấy cái lưới hấp cá rồi mọi người. Tại vì cá cúng là một cái món không thể thiếu trong ngày cúng á, trong tâm cúng á. Cái loại này nó mới ra nè, nó hơi dày, tốt lắm. Ôi, chị Đại gặp bạn mọi người, đây nè. Cái Bảo Hường là bạn chị Đại nè. Đây là cái hàng bán bánh gạo nè mọi người. Wow, bày la liệt luôn. Chị Sơn đang lựa mua một số cái bánh gạo cần thiết cho ngày cúng á. Songpaen là một cái loại bánh Trung Thu của Hàn Quốc. Ừ.
Đây, bánh gạo, bánh trung thu truyền thống của Hàn Quốc này mọi người. Màu trắng với lại màu có màu này. Bây giờ mình đi mua giá đậu nành để mình làm cắt mốt rau trộn á mọi người. Bibimbap á, cơm trộn á. Đây là cái bà chủ mà chuyên phân phối giá đậu xanh cho quán của mình nè. Thỉnh thoảng bà ấy cũng hay cho tiền thầy hô 1.000, 2.000 ăn bánh nữa. Mong là bà này hôm nay sẽ bán được ngày đắt khách nha. Mua may bán đắt. Đối diện là cái quán bán đồ ăn. Mấy cái quán bán mấy món ăn cơm mọi người. Banh chanh. Người ta đốt nhang ung mũi đuổi rùi mà mình tưởng nãy nghe mùi. Tưởng nó đốt nhang cúng thôi mọi người. Đuổi rùi đừng cho nó bui vô tha kim chi nè. Ồ, thấy ngon không? Thao kim chi khoai lang, cộng khoai lang nè mọi người. Wow. Người ta hấp bánh gạo nè mọi người. Sau đó là quạt cho nó mau khô. Đây là một cái món giống như là cơm nếp vậy đó. Không thể thiếu trong một mâm cúng. Wow. Mâm bánh nếp khổng lồ. Trời ơi, chị Đại đi lẹ ghê thiệt. Mua thêm bó hẹ nữa. Rồi, chị Đại mua thêm một trái dưa sọc. Bà tính bỏ vô đây em, mà chị Sơn kêu đừng bỏ. Hồng xanh nè mọi người. Cái này ngon lắm nè, ăn trong trạng thái còn xanh vậy đó. Bây giờ mình sẽ sắt bí ngòi để mình xào làm các món cao trộn á để ăn cơm bibimbap á mọi người. Sắt một thau bự như vậy nè mọi người. Đó. Xào cho cả làng ăn luôn á. Cá hấp xong xuôi nè mọi người. Mình có gãi lên đây một ít mè trắng với lại ớt chỉ. Đó, đồ cúng là mình phải gãi vậy đó. Ngon lắm mọi người, thơm phức nóng hổi luôn. Cái này là rễ thiên lý, mình bỏ muối vô mình nhồi cho nó bớt đắng lại. Nó ra bọt như chặt đồ vậy mọi người thấy không? Trời ơi, bà Kha Di Đại rồi. Công lực nội công thâm hậu ghê thiệt. Cái này là giá đậu xanh trộn với hẹ mọi người.
Mình biết thế là máy nâng cái chả. Cái này bên Việt Nam mình nhiều lúc nào mình có thể làm theo được. Mình hấp lên cho nó chín thì mình bỏ muối, nước mắm, rồi muối ngon thì bột ngọt. Còn không có cúng thì mình bỏ tỏi vô. Còn này làm đồ cúng thì mình không có bỏ tỏi. Trộn đều lên, dầu mè, mè rang. Bỏ vô bọc. Bây giờ mình đang xỏ thịt kim chi gì? Cái gì mọi người? Kèm thịt cua. Thái tâm à. Xỏ sâu gì nè mọi người để kia. Rồi kia ra sao giùm em đi chơi mới ly cà xe. Thái tâm. Là chân chị thả vui. Hai mươi nhiêu có thái tâm. Em nhiêu là ô đêm mai để làm gì? Hai mươi, ô mai có thái tâm. Trời ơi. Wow. Lo làm không mà xỏ hai cục thịt kế bên nhau luôn nữa. Để cô ăn đâu. Chú có cả là cục thịt thiên hay kì nè. Chị Mì Vinh nói mình làm có nhiêu đây mà. Đây nè, nãy giờ mình xỏ được 4-5 cái nè mọi người. Ồ. Nhiều không? Chúng nữa wow, phụ chinh nghe mà xích nè. Cái đó là của chị Mì chiên, chiên đó. Thấy cái này có quên người ta. Mà nó mới đang chiên đó. Dạ, ủi ông ơi nhìn mà xin mì cao. Ủi ông ơi, chị chị mà chú xì gồ. Thầy cúc quên chồng mà. Chiên bữa nay chiên ngon lắm mọi người, dạng ươm luôn, không có gì khác. 옛날에는 부침개를 지금은 이제 저는 뭐지 올리브유나 이런 걸로 하는데 옛날에는 돼지기름 소기름 요 소스에다가 아 소기름 아 ngày xưa là người ta dùng mỡ bò người ta bỏ lên cái nắp chảo này là người ta chiên. Bây giờ mình chơi tân tiến hơn, mình dùng mỡ dầu 완전 옛날 방식이다. 불 안 된다 이거대로 밑에 가스 명절이 옛날에 ngày xưa là người ta nấu bếp củi không à. 사람들이 알아야 되는데 이거 다 내가 꽂는데 cái này là của chị Mì Chiên chiên đó nha mọi người. Chị Mì Chiên chiên đó nha, mấy chị đại chiên đâu. 이건 미진이니까 미진이가 했다는 거야. Của chị Mì Chiên chiên nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Ôi, ông ca của chị là. Ôi, khai. Yeah, 맛있겠네. 엄마. 오, 잉예원. 엄마. 오, 잘하고 있는데. 그렇지, đó mình giỏi lắm mọi người. Mình mà không làm thì thôi chứ mình làm là số 1. Ôi, ông ca của chị. Khai ra hè. Để kết tay vô. Hai Yun이 또 엄마. 하야 안녕. 하연. 자전거 탔어요. 아, 좀 봐라. 아, 내가 나와야 되네. 어디? 하연. 아, 맞아야 된다. 쭉 좀 먹어요. 밀가루 고기라 이제. 자, 이거는 호박전. 아, cái đó là bí chiên á mọi người. 뭐라고? 비찐. 호박찜 뭐라고? 비찐. 비찐? 응. 어, 미찐이라는 줄 알았다. 비찐. 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 자, 호박을 채를 쳐서. 아, 먼저 먹죠. 볶음이야. 밀가루를 넣어. 엄마, 이거 타고 내려갈게. 엄마. 응원한다, 응원. 응. 나 vui, nó ngồi ở đây, nó la, nó ủng hộ mấy cô với bà với mẹ nó. Nó la ủng hộ mọi người ơi. Cố lên, cố lên. Ờ. Nó sợ. Nó sợ đi nhà trẻ lắm. Anh Nhân kìa, cô nó đi nè, cái nó máy bay kìa mọi người. Nè. Giờ mình đang đập trứng để mình chiên chả tròn á. Chả viên. Nè. Nén găng của con. Nè.
우리 하연이. 우리 하연이. 우리 하연이. 내 청소 하고 나. 뭐 왜 처음에 내가 안 들어가 그랬어 이거 안 들어가 내가 안 들어가 그랬어 이거 얼음 너무 꽉 차가 안 들어가 그래 이야 기성 당징아 비징 mình còn phải chiên thêm mấy cái chả nè rồi xiên que nữa ồ bí chiên vàng ươm nóng hổi ngọt ngay ngon lắm mọi người rồi bà vui bà tới nữa rồi đó bà vui bà tới rồi đó tô ắt à hả bà đi nữa rồi bà quay lại bà nội cho bà gì nè ăn như chim đớp mồi vậy đó rồi la làng la xóm bùm xùm vậy đó điên như người ta xỉn rượu với phèm mà la làng nữa y chang luôn rồi bây giờ chị Sơn vét chảo vét thao luôn rồi miếng cuối cùng miếng cúng cùi cái này chiên đẹp á thì mình sinh con mới đẹp người hàng quan niệm vậy đó mọi người chỉ cờ chạy cua mà ai cà dẹp với kèn nay á chạy cua nên vậy cô chứ không đẹp cái cô mà à đẹp phun tát lên đồn à dẹp để cua mà chiên đẹp là mình để con gái đẹp thì sao hà vô nó xấu quắc vậy ta cho đem hà vô đi hà vô mỗi sáng cái tay này chỉ cho mình hà vô xấu quắc gì là mình để mình đó mẹ tới nữa rồi đó nó nhá nhắc tới hà vô là mẹ tới nữa rồi đó ơi trời ơi nó ôi ôi cái xiên sâu người ta làm đây mà bây giờ chị Đại chiên tiếp chả chả này là có hai loại hải sản với thịt heo à mình phủ bột mì phủ trứng rồi đó mình chiên mình cho miếng mì cà rô ít pico cái thằng này cái đằng ít phải không đúng rồi mình phủ trứng phủ bột mì trước rồi chiên trứng sau phủ trứng chiên sau Bông tía tô cái này là máy que xi lúc nãy mình xỏ nè bây giờ mình sẽ phủ bột mì lên sau đó là mình phủ trứng gà mình chiên mình phủ trứng lên thơm banh làng banh sớm mọi người ơi thịt bò ớt gia vị xiên que nướng nắp đá nắp sắt mỏ với xin đi cả chị mì chín bà lấy mỗi thứ ít bà đem về nhà chồng bà này mọi người thấy ham không trời ơi thấy không
tẩm 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 đem về cho ba mẹ chồng nè. Thầy vô hát nhạc cách mạng rồi. Chị có mở chi mắt rồi á? À, đây là cái bước cuối cùng. Thịt bò nướng là xong xuôi ngay. Cộng với lại ba cái nước gạo rồi nước quế mấy hôm bữa mình nấu đó mọi người là mình có một cái Tết Trung thu đoàn viên vui vẻ. Ô, mẹ chị đem đi học sơ sơ phụ sinh chim anh đà. Ô, mẹ chị. Chị mẹ chị đi, thầy ơn rồi, không ai đón Trung thu với mình chân á. Ô. Mẹ chị ơi, nói ra tôi về tiền đề. Nó mua đi hơi lên đây. Mua rồi rồi. Ô, chị mẹ có bán là rồi. Chảy nước mắt, buồn quá. Xin xa rồi, chị. Giờ ba chuẩn bị đi gói ghém đồ đạc về nhà chồng. Chạy tới nhơ xe chúc chị đi bình an. Nạc anh đây chứ. Cái này là dương sĩ xào nè mọi người. Hồi sáng ở ngoài quán làm rau trộn hết rồi mà thiếu cái này, cho nên về nhà mình phải làm thêm đó. Thì bây giờ chiên cũng xong, rau trộn cũng xong, tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Bây giờ mình chỉ cần dọn dẹp nữa là ngày mai mình cúng được rồi. Giờ mình nghỉ ngơi thôi. Bây giờ mình sẽ múc. Mình sẽ múc cái này dương sĩ. Xào xong rồi. Hồi sáng làm mời quán rồi. Còn Hiếu. Còn Hiếu cho nên là bây giờ mình phải là về nhà làm thêm. Mình chị đang thử coi có ngon không? Phải xé. Cái này là dương sĩ của Hàn Quốc luôn. Cộng tuy là nó không có mập nhưng mà rất là ngon luôn mọi người. Thịt tươi phút luôn thì sao vậy? Ở đây xé, Hàn Quỳ. Bây giờ xong xuôi rồi mọi người ơi. Rau cũng xong, đồ chiên, cá hấp cũng xong hết trơn rồi. Đợi ngày mai cúng thôi. Và bây giờ mình sẽ phụ mẹ chồng mình dọn dẹp, rửa đấy các thứ các kiểu rồi, quét dọn rồi. Thằng Trung Dân thì nó chuẩn bị đi lên Seoul gặp ông bà nội của nó rồi. Đây, chị Mì Chin với lại anh 1m8 thì đang chuẩn bị lên đường. Trên nè, bỏ gom đồ nè, mọi người thấy không? Rượu nè, bánh trái nè, bột xe nè, mọi người thấy không? Shidex에서 진정할 때 가져와야 되는데 우리 바뀌었다. 진정해서 Shidex까지. Bỏ tẩm tẩm từng món mới đem đi. Đi, mẹ chồng mình kêu đi về Seoul là cũng đem về bao nhiêu đây nha. Lắp mấy cái thùng này. Nè, nè, chào tất nhiêu xe ô, chú sạc chào bốn xe ô. Trung Dân kêu bà nội nó kêu đừng đi, bắt nó lại, nó phá, nó dễ gì, nó phá là sự gặp ông bà nội nó lắm. Nó mong mỏi lên gặp ông bà nội đó. Bây giờ tao nói con như lá rụng cũng về cội rồi mọi người. Bà ngoại có tốt cỡ nào thì cũng không bằng bà nội được. Đi bye bye. Ôi chị Mì Chín anh đi. Chào tao nhớ xe à. Nè, tao nhớ xe à. Hai mươi.